các bạn đến với nhà đấu huyện Việt Đức để xem giải vô vi nam học sinh hội khỏe cộng đồng lần thứ 10 của thành phố Hà Nội năm 2020. Hai bác sĩ vào thảm thi đấu. Tốt. Đỏ đang áp đảo. Tốt, vào lòng chân phải có vẻ đỏ. Cốt bằng chân phải các bạn đỏ. Hết giờ nghỉ. Trận đấu tiếp tục. Xanh đang ngã thẳng. Trọng tài nhắc nhở đỏ không đẩy. Chết luôn cái thẻ lại quay rồi. Chết luôn cái thẻ quay lại rồi. Mất tất cả là cái được rồi. Chết rồi. Ừ. Chú ơi, chết đấy rồi. Chú ơi. Bình Dương.
chết mất cái thẻ và 2.000 thì mất tất. Cứ sáng rồi rồi. Ừ, quay từ sáng giờ vừa thì sẽ chết cái ôi vào vòng trong đánh trận sau quanh phí quá trận đánh ấy. Thế thầy thành công. Được công bố kết quả. Thanh thắng.